Em gái BTS vừa ra mắt đã đắc tội với fan có nguy cơ bị tẩy chay. Khi nói đến thế giới K-pop, một trong những vấn đề lớn nhất xoay quanh nền âm nhạc này là chủ đề tuổi tác. Gần đây, công ty con của HYBE là IDOL đã ra mắt nhóm nhạc nữ mới nhất của họ, NewJeans. Với các thành viên còn quá trẻ, vẫn bị coi là trẻ vị thành niên, điều này đã làm dấy lên lo ngại cho các thần tượng. Khi NewJeans mới ra mắt, nhiều người khen ngợi nhóm, nói thêm rằng concept của video có vẻ phù hợp với lứa tuổi thần tượng trong độ tuổi từ 14 đến 18. Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng nhận ra những điều có vẻ không ổn và được cho là không phù hợp với những thần tượng còn quá trẻ. Đặc biệt, nhiều người đã chỉ ra mối lo ngại về trang phục của các thành viên trong video và cả trong những bức ảnh đăng trên mạng xã hội của họ. Nhiều người cũng bày tỏ lo ngại về quá khứ của CEO Min Hee-jin, người từng có quá khứ quản lý kém khi làm việc với các thần tượng tuổi vị thành niên. Vào ngày 1 tháng 8, nhóm chính thức ra mắt với EP NewJeans và phát hành MV cho ca khúc Cookie. Giống như video gần đây nhất của họ được phát hành, bài hát ban đầu có vẻ khá ngọt ngào và tiêu đề có vẻ phù hợp với độ tuổi của các thành viên. Tuy nhiên, theo cư dân mạng, một số lời bài hát được cho là không phù hợp, đặc biệt là khi tính đến độ tuổi của các thành viên và các vấn đề trong quá khứ được nêu ra. Trong ngữ cảnh của lời bài hát, nhiều người đã nhận thấy từ Cookie như một phép ẩn dụ cho phần kiến của nữ. Nhìn vào chiếc bánh quy của tôi, chỉ riêng mùi hương thôi bạn cũng sẽ thấy, bạn không thể chỉ cắn một miếng, lời bài hát Cookie. Nhiều người cũng cho rằng lời của bản dịch có ý khơi gợi và hoàn toàn không phù hợp để trẻ vị thành niên hát. Nếu bạn muốn bạn có thể lấy, nếu bạn muốn hãy để tôi nghe bạn nói rằng bạn muốn nói nhiều hơn. Ca từ ca khúc Cookie. Khi lời bài hát được chia sẻ trên mạng, cư dân mạng quốc tế không giấu nổi sự tức giận và phẫn nộ. Nhiều người cũng nói thêm rằng phong cách cũng không phù hợp với trang phục được so sánh với đồng phục hoặc trông giống như thư ký. Trong vòng vài giờ có hàng nghìn dòng tweet, nhiều người đã tự hỏi làm thế nào những người nghe là người lớn có thể chấp nhận một bài hát như thế cho một nhóm ở tuổi vị thành niên. Nhiều người cũng nhấn mạnh rằng điều này không nhằm vào các thành viên mà nhằm bảo vệ họ khỏi những gì họ cho là nội dung không phù hợp để quảng bá. Tuy nhiên, một số cư dân mạng quốc tế đã nêu rằng có những bản dịch sai một số lời bài hát và nó đã khiến fan quốc tế hiểu theo nghĩa đen. Đặc biệt, nhiều người Hàn Quốc cảm thấy bối rối trước những phản ứng tiêu cực đối với lời bài hát và thay vào đó họ thấy chúng ngây thơ và dễ thương hơn. Lời bài hát siêu dễ thương và tươi mới, làm sao các bạn thậm chí có thể nghĩ rằng lời bài hát có vẻ gợi dục, tôi thật sự không hiểu. Sau 3 MV mở đường ngày 1 tháng 8, NewJeans chính thức ra mắt với Cookie, nhưng nhiều ý kiến cho rằng MV chủ đề mờ nhạt không bùng nổ. Cookie là một bản phối hip hop tối giản, hòa trộn nhịp dance pop, mang tâm sự đáng yêu của các cô gái ngọt ngào như những chiếc bánh quy làm sao lòng đối phương. Ngay từ đầu MV đầu tiên Attention cho đến Hood, phiên bản từng thành viên và cả Hype Boy, NewJeans đã từng xây dựng concept chỉnh chu, phong cách singer hoài cổ đang là xu hướng quốc tế. Do đó MV debut Cookie của nhóm được fan kỳ vọng sẽ nhìn thấy được nhiều khía cạnh độc đáo hơn của các cô gái trẻ. Với kinh phí đầu tư cho cả màn ra mắt nhóm lên đến 300 tỷ, nhưng dường như đến sản phẩm debut Cookie, IDOL lại sử dụng chiêu thức tiết kiệm để làm ra một MV quá đơn điệu và tẻ nhạt. Năm cô nàng tân binh không được đầu tư outfit như những MV trước, bối cảnh chính cũng là phong nền studio xám xịt. Thứ duy nhất nổi bật ở Cookie chính là nhan sắc tươi trẻ của các thành viên. NewJeans đã chứng tỏ được sức hút của nhóm nhạc tiềm năng, được HYBE kỳ vọng sẽ đại diện cho thế hệ mới. Màn debut của nhóm dù gặp nhiều ý kiến trái chiều về MV nhưng lại làm nên chuyện trên các nền tảng stream nhạc số. Một sự thật không thể phủ nhận là âm nhạc của NewJeans rất độc đáo và bắt tai đậm chất riêng.